Em làm sao đây? Người ta đi Audi Lexus đầy ngoài đường ngay kìa. Còn anh thì đi xe quay. Nhưng mà anh có mẹt mà. Thật đó, sếp không biết. Nhưng mà đâu? Đây này, là MSI Steel 16 Mercedes AMG Motorsport. Ui, nhiều quà tặng kèm theo như thế này á. Mẹt có ở khắp mọi nơi. Ở đây, ở đây, ở đây. Và cả ở đây nữa. Một sự kết hợp hoàn hảo giữa MSI và Mercedes. Tận hưởng một trải nghiệm xuất sắc với màn hình OLED 4K 16 inch, độ phủ màu 100% DCI-P3, cùng với thiết kế sang trọng mạnh mẽ từng chi tiết. Nhìn vào thôi là đã thấy toát lên một tiền rồi. Cấu hình cũng siêu khủng như một chiếc xe Mercedes thực sự. CPU Intel Core i9 13900H, RTX 4070, tha hồ chiến hết mọi tựa game. Cùng với 32GB DDR5 và ổ cứng khổng lồ tận 2TB SSD. Bàn phím LED RGB của SteelSeries, hệ thống loa thì được trang bị bởi DIN Audio cao cấp. Hiệu năng khủng nhưng lại rất gọn nhẹ, chỉ 1,88kg. Pin 4 cell dung lượng 99,9Wh, cho bạn tha hồ chơi game hoặc mang đi du lịch cả một ngày dài. Tuy hiệu năng khủng như vậy mà lại được trang bị hệ thống tản nhiệt vô cùng mạnh mẽ Color Boost 5, sử dụng 2 quạt và 5 ống dẫn nhiệt. Đầy đủ cổng kết nối với một cổng USB Type-C, một cổng USB Type-A, một cổng HDMI 2.1 xuất hình ảnh lên tới 8K, một cổng audio 3.5, một đầu đọc thẻ microSD và một cổng Thunderbolt 4 hỗ trợ sạc lên tới 100W và truyền tải dữ liệu tốc độ cao. MSI còn được trang bị tính năng Face ID và camera Full HD siêu xinh để các bạn có thể học tập làm việc. Nhìn cũng mê đấy. Nhưng mà mẹt đâu? Mẹt đây. Mẹt khác cơ, không phải mẹt này. Bao giờ có mẹt thì gặp tôi nhá. Nhưng mà là laptop của anh mà.